Xin chào tất cả các bạn. Xin chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng. Tôi là Đào Bích Hồng. Tôi là một người kinh doanh, đồng thời là một người đào tạo và chia sẻ trí tuệ. Với sứ mệnh mà tôi tự đặt ra cho bản thân mình, đó là giúp 1 triệu bậc cha mẹ thay đổi tư duy để có cuộc sống tự do về tài chính, giàu có và hạnh phúc, đồng thời đóng góp thế hệ con cháu của chúng ta là những người hiền tài tuấn kiệt, thế hệ kiến tạo nên đất nước ta trở thành thiên đường nơi đáng sống của con người. Và tôi rất vui khi mình tìm ra cái sứ mệnh trong công cuộc chia sẻ trí tuệ của mình. Và hôm nay chúng ta cùng khám phá cuộn kinh thư thứ 10. Nguyên tắc thứ 7 tạo lập sự giàu có, đó là lời nói làm biến đổi. Nếu như suy nghĩ của bạn có thể ban phước và giáng họa thì lời nói cũng như vậy. Lời nói của bạn cũng có thể là ban phước hoặc là giáng họa. Bởi vì sao? Vì lời nói có tác động ghê gớm đến cuộc sống của bạn. Bởi vì lời nói sau khi đi một vòng trái đất thì cuối cùng nó cũng quay về với bạn. Và đây là một sự thật lớn hơn. Suy nghĩ tiêu cực thì ảnh hưởng đến kết quả của bạn thôi. Nhưng còn lời nói tiêu cực thì không những ảnh hưởng đến bạn, mà nó còn tác động ra mọi người xung quanh, ra xã hội. Và sau khi đi một vòng trái đất thì nó sẽ quay trở lại với bạn. Và tương tự như vậy thì lời nói tích cực cũng như vậy. Nó không những tác động đến bạn, tác động đến những người xung quanh đối với xã hội. Và sau khi đi một vòng trái đất thì nó sẽ quay trở lại y nguyên đối với bạn đó. Thì lời nói tích cực có tác động tốt đến mình và đối với xã hội. Nhưng tại sao mọi người lại không muốn nói những cái lời tích cực? Bởi vì sâu thẳm trong chúng ta có một cái hố vô cùng to lớn, đó chính là suy nghĩ về sự thiếu thốn. Do đó, chính những suy nghĩ này đã làm cho con người nhận định rằng để cho người khác nhận định tốt về mình thì mình nên nói xấu với người khác, hoặc là nói theo kiểu chân thật, nửa tốt nửa xấu. Chính cái nguyên nhân về cái sự khan hiếm này đã khiến con người có cái suy nghĩ rằng khi nói xấu người khác thì mình có vẻ như là sẽ tốt hơn. Và bất kể khi bạn nói một cái điều gì đó đều mục đích là mong muốn người khác nhận định rằng chúng ta là người tốt, đúng không ạ? Nhưng sự thật có phải như chúng ta nhận định hay không? Thì sự thật không phải là như vậy các bạn ạ. Bạn nhận định người khác như thế nào thì người khác sẽ nhận định bạn như vậy. Nếu bạn nhận xét người khác là xấu thì người nghe cũng nghĩ bạn xấu. Nếu bạn nhận xét người khác chân thật theo kiểu nửa tốt nửa xấu, người nghe sẽ nghĩ bạn là người nửa tốt nửa xấu. Và nếu bạn nhận xét người khác là hoàn toàn tốt thì người nghe sẽ nghĩ bạn là hoàn toàn tốt. Và không có bất kỳ nhận định nào đúng hơn nhận định này. Vậy, lời nói có thể giáng họa hay là ban phước, đúng không ạ? Như vậy, thì lời nói của chúng ta sau khi phát ra thì không như chúng ta đã nghĩ, mà sự thật là chúng ta nói ra, nói về người khác như thế nào thì người khác cũng nhận định đối với ta là y nguyên như vậy. Do đó, để người khác nhận định chúng ta là người tốt thì chúng ta phải làm gì? Tất nhiên là chúng ta phải đi nói những cái điều tích cực, nói những điều nhận xét tốt về người khác, đúng không ạ? Vậy thì mọi người sẽ thắc mắc bảo, nhưng mà cái người kia thực sự là người ta không tốt, người ta không tốt, vậy thì tôi phải làm như nào? Chẳng nghĩa tôi phải đi nói tốt về cho người ta. Bởi vì trong cuộn kinh thư này nói rằng bạn nói bất kỳ điều gì thì người khác sẽ nghĩ bạn là như vậy. Vậy để người khác nói tốt về mình, để người khác nghĩ tốt về mình thì mình phải nói tốt về người khác. Còn với người khác không tốt thì chúng ta sẽ xử trí như thế nào? Hãy tìm ra điểm tốt của người ta. Chúng ta hãy tìm ra điểm tốt của người ta. Nếu chúng ta không... tôi nghĩ là bất kể ai trong con người cũng sẽ có những cái điều tốt, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta không nói được điều tốt thì tốt nhất chúng ta cũng không cần phải không phải nhận xét về người đó. Chúng ta cứ bảo là cái này thì để người khác tự nhận xét, đúng không? Tôi nghĩ là đó là một trong những cái cách để chúng ta không nhất thiết chúng ta phải nói ra những cái lời như vậy, đúng không? Để
chúng ta tránh đi cái việc mà chúng ta phải nhận xét, chúng ta phải nói những cái ngôn từ không tích cực. Bởi vì khi mà nói những cái điều không tích cực thì thực sự là bản thân chúng ta cũng nhận được những cái năng lượng xấu. Do đó chúng ta không không nhất thiết chúng ta phải nói cái sự thật mà chúng ta nhận định như vậy. Mà bởi vì nếu như sự thật nó như vậy thì chúng ta cũng không cần phải nhận xét về người ta. Và khi mà người ta như thế nào thì tất cả mọi người sẽ nhận định người ta như vậy mà không cần chúng ta phải phải phán xét. Đúng vậy. Vậy lời nói có thể ban phước và lời nói cũng có thể là giáng họa. Do đó chúng ta hãy nên cẩn trọng với những cái lời nói của chúng ta phát ra. Vì sao? Bởi vì cuốn kinh thư này nói rằng nếu như bạn không ăn tất cả những gì bạn thấy thì bạn cũng không cần phải nói tất cả những gì bạn nghĩ. Và cái ví dụ vừa rồi tôi cũng nói ra cái ý này, bởi vì là khi mà có thể có những cái điều mà chúng ta cảm thấy không được tốt thì tốt nhất chúng ta cũng không cần phải nói ra, đúng không? Thì câu nói này cũng nói ra cái điều đó. Nếu như bạn không ăn tất cả những cái gì bạn thấy thì bạn cũng không cần phải nói ra tất cả những cái gì bạn nghĩ. Đó. Tất cả những cái thành tựu của con người đều được tạo ra từ lời nói. Lời nói giúp người khác hành động. Lời nói thì có thể là mang tính xây dựng, thì nó sẽ góp phần làm biến đổi thế giới theo chiều hướng tốt đẹp, đúng không? Còn lời nói tiêu cực, ví dụ trong một cái không khí có những cái người nào mà phát ngôn ra những cái lời nói ngôn từ tiêu cực thì cái điều này nó phát ra cái năng lượng làm cho cái không khí ở đó tự nhiên chùn xuống, và mọi người ở đó cảm thấy ngột ngạt và không muốn tiếp xúc trong cái môi trường như vậy, đúng không? Tất cả trong cái cuộc mà cãi vã hoặc là cái gì đó mà nó xảy ra những cái xung đột, đó chính là những cái lời chỉ trích được nêu ra, thì thực sự người đó đã xả ra một cái năng lượng thấp, năng lượng không tốt, và những người xung quanh nếu như bắt buộc phải ngồi đó cũng phải là chịu đựng. Và cái mà người ta mong muốn nhiều nhất đó chính là thoát khỏi cái không khí đó, cái năng lượng đó. Chính xác là như vậy, nếu như chúng ta hiểu được cái điều này. Bởi vì nhiều người thực sự là cũng không nhận ra cái điều này. Người ta luôn luôn nói rằng tôi đang nói sự thật, tôi đang nói để cho người khác tốt lên. Nhưng người ta không hiểu là người ta đã mang lại một cái năng lượng xấu, một cái năng lượng thấp, thì làm sao có thể kéo người khác lên được. Nó chỉ làm cho người khác cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt, khó thở. Và đương nhiên là không ai thèm muốn nghe những cái ngôn từ như vậy, đúng không? Lời nói là nguồn gốc của ơn phước, và lời nói cũng là nguồn gốc sinh ra tội lỗi. Nhà vua trị nước thì cũng bằng lời nói. Công trình được tạo ra thì cũng bằng lời nói. Chiến tranh được tạo ra từ lời nói, và hòa bình thì cũng được tạo ra từ lời nói. Tất cả những thông tin mà chúng ta được học tập thì cũng là nhờ ngôn từ thế hệ trước, và chúng ta truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta cũng từ nhờ ngôn từ là lời nói. Ngoài ra lời nói còn có tác động biểu lộ. Một con người mà luôn luôn phần lớn những cái ngôn từ của người ta là sử dụng dùng để than vãn, trách cứ này, rồi là than phiền, rồi là đổ lỗi này, thì đó là ngôn từ của người nghèo. Và ngôn từ của người giàu thì thông thường đó chính là những ngôn từ tích cực, những cái lời nói mang tính chất xây dựng. Thực sự thì lời nói phát đi từ bạn, và cuối cùng sau khi đi một vòng trái đất tác động lên người khác, và sau khi đi một vòng trái đất thì sẽ quay trở về với bạn. Cho dù 5 năm hay 10 năm thì nó cũng vẫn quay trở về với bạn. Lời nói của bạn tích cực thì kết quả tích cực sẽ về với bạn. Lời nói tiêu cực thì kết quả tiêu cực cũng sẽ về với bạn. Bạn là người nói lời trung tín thì những người trung tín sẽ đến với bạn. Bạn nói lời bất tín thì xung quanh bạn cũng là người bất tín. Bạn là người hay khen ngợi thì xung quanh bạn cũng là người hay khen ngợi. Và bạn là người hay chê bai thì xung quanh bạn cũng là người hay chê bai. Vậy, tiềm thức của chúng ta là một mảnh đất màu mỡ, và lời nói của chúng ta chính là những hạt giống mà chúng ta gieo vào trong tiềm thức của chúng ta. Nếu chúng ta nói cùng với người khác thì không những tiềm thức của chúng ta bị chúng ta gieo trước, thì và những người khác cũng bị chúng ta gieo. Vậy, sau khi chúng ta gieo vào mảnh đất của chúng ta và mảnh đất của người khác,
đúng không? Và cái quả thì chúng ta sẽ là nhận ở trên mảnh vườn của chúng ta. Khi mà quả, nếu như bạn gieo hạt lành thì cái quả bạn nở ra là vô cùng là ngon ngọt, và người nhận quả thì cũng chính là bạn. Bạn gieo cho người khác thì trên mảnh vườn của bạn và mảnh vườn của người khác cũng nở ra cái hạt giống mà bạn gieo. Và sau khi một hồi vòng quanh trái đất thì cái hạt mà bạn gieo ra cho bạn và cho xã hội thì người được hưởng quả cũng là bạn, đúng không? Vậy bạn gieo trái độc thì trên mảnh vườn của bạn nó đã nở thành cây độc, và khi nó ra quả thì bạn cũng là người hại. Khi mà bạn gieo không những cho bạn mà gieo vung vãi cho xã hội thì những cái quả độc nó cũng nở lên rất nhiều, và những người xung quanh bạn cũng là những người như vậy. Thì bạn sẽ hưởng không chỉ trên mảnh vườn của mình và mảnh vườn của những người xung quanh bạn nữa. Và nếu bạn gieo ra những ngôn từ tích cực, đó là những quả lành, thì bạn sẽ được hưởng quả lành. Và khi mà bạn gieo những ngôn từ tiêu cực thì bạn như là những trái độc, thì khi nó nở quả thì cái người được hưởng quả độc đó cũng chính là bạn, và bạn chính là người sẽ nhận được những cái điều không tốt từ những cái hạt giống mà bạn đã từng gieo cho bản thân mình và gieo cho người khác. Vậy trong cuộn kinh thư thứ 10 này, chúng ta đã học được một bài học về ngôn từ. Đúng không? Về lời nói. Lời nói có thể giáng họa và lời nói có thể ban phước. Vậy để chúng ta trên con đường hành trình của sự giàu có, lời nói chính là những cái hạt giống để chúng ta nhận được những cái quả lành hay là quả độc. Thì để nhận được những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta thì tất nhiên là chúng ta chỉ có thể gieo được những cái ngôn từ tích cực, đó chính là những cái quả lành mà chúng ta mong muốn. Hãy khen ngợi người khác, hãy truyền cảm hứng cho người khác, hãy thúc đẩy cho người khác, hãy khen ngợi những người khác, và hãy biết khích lệ người khác, và đó cũng chính là khích lệ chính mình. Thì đó chính là những hạt giống tuyệt vời để trên con đường chúng ta đi tới những cuộc sống của chúng ta giàu có, trù phú, hạnh phúc. Và vô cùng biết ơn các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của tôi về cuộn kinh thư thứ 10 này. Và hành trình của chúng ta đã đi được 1/3 quãng đường. Tất cả những cái video của trong cái cuộn kinh thư này thì tôi đã gom vào một nhóm, đó chính là nhóm khám phá 33 cuộn kinh thư giàu có. Những cái video, những cuộn kinh thư nào mà bạn chưa có dịp học tập thì bạn hãy xem lại những cái video trong nhóm đó để chúng ta dễ có cái sự tìm kiếm. Vô cùng biết ơn các bạn đã lắng nghe, và hy vọng rằng những cái cuộn kinh thư giàu có này chính là những cái bí mật trên con đường hành trình chúng ta đi tìm kiếm cái sự tự do, giàu có, hạnh phúc. Và rất mong chúng ta, tất cả chúng ta sẽ cùng đi đến cái đích mà chúng ta mong muốn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.